Xin cảm ơn tất cả các cơ quan, đặc biệt là cảm ơn hệ thống thông tin báo chí của Việt Nam cũng nước ngoài. Hôm nay đây là sự kiện rất quan trọng và tôi với ngài Bộ trưởng đã sau một cái thời gian mặn đàm trao đổi đã đạt được những kết quả rất tốt đẹp và những mong muốn của hai nước, của hai bộ cũng đã được thống nhất về cơ bản. Tôi cũng đây cũng là sự kiện rất quan trọng và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cơ quan thông tin đại chúng, cảm ơn các cơ quan giúp việc của hai bộ đã làm việc một cách trách nhiệm và thực hiện được những cái yêu cầu của Đảng và Chính phủ cũng như nhân dân giao phó chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí, các bạn và bây giờ xin Linh Minh.